Chờ chị hả em? Còn chờ luôn à? Chị không biết lên chưa, hồi nãy còn được. Nãy là bao lâu rồi? Chắc kỳ mà chắc lên. Hồi nãy 2 giờ nữa là thứ chắc kỳ lên. Đông kìa đó. Mệt luôn. Bụng ăn đồ kêu vứt rồi. Ba chú hồi nãy chị làm tiền. Ừ. Đợt trước em sang kịp á, em nhờ là Nhi làm. Rồi về báo con chê, rồi đi sang vào đêm. Còn hơn làm thì chị biết rồi đó. Bà đâu có biết đâu. Chắc bà không biết. Bà qua là chị lại còn sang gọi cho em trước rồi. Ừ. Ủa, hôm nay qua hăng làm luôn à? Ừ. Anh thấy bà ngồi bà nhìn miết. Xong ăn kem làm xuống rửa mặt đó. Dạ bà thôi. Sao chị thấy quen quen? Chị nếu nhìn em kêu là chắc cái cầu gì hả? Chắc mà ông bà nói chứ. Chị hả gì lo gì mà giờ đâu nói hả? Ừ. Em thấy bà nhìn nghiền á chị. Chị chứ không thấy chị làm thì chắc ngại á kìa. Chị lên hỏi phát em mới nhìn sao chứ. Biết đâu. Chắc tao không hỏi là tao nhìn nó kêu ủa như bạn bả làm ở bệnh viện mua rứa. Chưa có người yêu à? Giống cái bà mà cái xương hàm to nó vui. Tấm 2 đó à? À 92 lâu. Từng tấm 2 nó áo không kia chị nướm nữa chứ có người yêu kinh đó. Nó lậu 92 nữa. Đừng kia chị kinh nữa chứ. Mẹ làm giáo viên, bố làm bị quân đội á. Tối 2 sáng liền.
chứ nhớ ai ta cho lại tới hàng tiền giáp nữa. Thứ hai là bạn Trang rồi luôn đó. Mà là ủa bà Dung chín hai mà răng họ thấy chín hai toàn ly dị không? À rất là đúng rồi bà không? Rửa hàng chơi là bà còn bình vững là đúng rồi đó. Thấy lạ đó. Chứ tôi thấy chín hai là lấy chồng sớm là toàn lên đường hết trơn rồi đó. Thiệt mà. Thế à, không mê tín cũng phải mê tín luôn. Thấy hầu như luôn. Đây bố mẹ đi thì... cho mình ra. Rồi được trẻ gì nữa. Chờ em làm cho mặt em trẻ đi là được. Ấy là cái cục nó hay là mụn nó? Cái thăm nó thì bôi thì đỡ thôi, bôi cây mình chị nữa đó. Với mụn cũng đỡ nè. Cái mụn đó là em biết đâu do trong người em chứ không có phải thăm thì em bôi kem thôi, dưỡng kem vô. Nhưng mà em phải phá đi cái một cốc nữa rồi nè, có cám thành một cốc rồi. Mà em rờ nữa là nó sẽ to hơn. Chị không rõ nhưng mà chị nhớ có một cục thôi. Bữa nào ưng thì qua chị làm cho. Dung là bạn của Bảo. Bạn học hồi trước của Bảo đó. Bảo bạn Nam đó coi chị. Bạn người yêu Nam. Chia tay hồng hầu. Chia tay giờ quen người trên kia rồi đó. Chị đợi chị Loan á. Chắc dạ. Có được 2-3 cái. Được chị. Người này chờ không hay là không? À, yên. Không nói gì.
em kêu chị vô đây thôi đúng không? Được.